Đúng. Thôi vậy mà nãy kêu anh em đồ giúp đồ. Tao bây giờ 1 triệu em có khả năng thâu anh ngoái thâu đưa tụi anh cũng xảy được đâu. Mà bốc lên tấn đến quân hàng vậy thâu anh bốc lên lại xe cũ nỉ lại cho em ơi. Bắt nữa. Đồ thâu đó tìm vẹn hả? Em gọi cho anh coi. Chứ lại gì? Đồ mấy tao giờ kêu bóc lên ngược anh hàng anh lại đồ mày nói đâu mà giờ ăn dữ vậy. Bình tĩnh chứ làm gì đâu mà. Thôi giờ giá chót anh thằng đưa anh thằng chạy ra ăn cơm gà được không? Đồ bây giờ anh thằng chạy luôn mà không lẽ mà không được luôn nào. Thôi giờ anh em vô đây em. Rồi hello hết tất cả anh em, bà con cô bác xéo ba tỉnh thành nha anh em. Thì lại là hăng hô đây mọi người. Ôi thời tiết ngày hôm nay sao mà nó lạnh quá các bạn ơi. Thì hôm nay sẽ là một màn troll vô cùng đặc biệt dành cho hai đầu cuốn ngu TV nha anh em. Và một cái trò chơi nhỏ dành cho anh em. Đương nhiên và giải thưởng lần này thì sẽ là tăng double so với video đầu tiên nha anh em. Thì bây ngay bây giờ anh em đang coi video này, anh em nhớ để lại một like và một bình luận, và một bình luận hai chữ số. Đấy, nếu may mắn trúng vào con số giải 8 ở trên kênh Đài Đắk Lắk thì anh em sẽ được nhận phần thưởng double nha anh em. Ok anh em nhớ nha. Nói chung là đây là một cái trò vui đó, hy vọng là mọi người là may mắn ở trong cái trò chơi này thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ gọi thằng Hiến Lẹo vào để mà mình bắt đầu cái video troll ngày hôm nay nha các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem video, đã like video và đã cùng chơi với Hân trò chơi ngày hôm nay nha. Cảm ơn mọi người. Hồ này tất tư là hàng hóa dữ quá ha. Mày biết anh rồi, độ mẹ con người của công việc à. Con người của công việc là biết rồi. Là mỗi ngày chỉ có làm việc và không có chơi. Đúng rồi. Bữa nay anh là biết là một con người khác rồi mày hiểu không? Đúng rồi. Đây mày soi mẹ tao nè. Đây này nó hiện là cái chữ là làm siêng. Chứ cái chữ làm biết là nó bị mất đi rồi. Mơ nói tùy đâu vậy. Đúng không? Bây giờ mày biết ai mà có bóc giác được không mày? Nói ra bóc người ta xe hàng ấy ở bên nhà mày hả? Mình nói thật sự các bạn, ông nói giấy ông kêu đồ hàng hóa ông làm hết từ A đến Z. Giờ đổ lại cái không kêu đeo lưng, ông đeo lưng chỗ nào, ông chờ chỗ nào mà đeo lưng, tối giờ chờ lắm. Cái chuyện chờ qua rồi mày đi đưa lên đây mình nói rồi, người ta nói tao ham chờ rồi ốm sao mày? Nhìn ốm vậy là biết rồi. Ấy là nhờ bóc giác á. Ấy xin tính đi ấy hàng á. Giờ quan trọng mày có quen ai mày nói mẹ giờ mày cứ mày ngồi đây mày quằn quằn cái gì vậy? Nói với em lính đã cứu mẹ vậy. Em thật, em có hàng lính đồ nói cái là mày đồ là lính. Em giúp anh cái đoạn đấy được chưa? Có nói không thâu. Đúng mà hàng đấy em sai cũng làm được. Hai chú cưng cuốn ngu, em nói là rìu duyên giấy ấy. Ờ. Hàng đó mà nó giúp mày đồ. Điên hay sao vậy? Thầy một thằng hả, đồ cái tướng như con heo, còn một thằng hả, cái tướng đồ cái bụng nó còn to hơn cái trống. Mày đi ra sao nó đi được để giúp mày? Thì em gài thâu, có tiền là đồ có quyền, anh hiểu không? Mình dùng cái đâu chứ mình không phải dùng cái não nữa. Cái đầu như cái não nó giống nhau mà không biết là cái não bỏ trong cái đầu mà đợi em mình sẽ sai hàng đỡ mình nha, hàng lính nó thắng luôn luôn là hàng lính, nói chung là hai sai là lạc hết đồ đỡ đó mày em nó coi như nó quýnh trong cái mỏ mày đồ mày em bỏ tiền mà đồ em dùng cách nhíu mỏ lại kịch nhưng mà chưa chắc anh dở lấy được tiền anh hiểu không, xíu này em sai nè anh đứng với em làm đồ dùng đâu mà đồ mà hàng hóa chờ mấy ông nội đã gọi đâu giờ chưa tới nữa chết hàng hóa ai đâu sếp đồ vô đây đồ có tiền có tiền cái này mày làm đại lý của anh Tô Răng Hô ấy hả? Nói chung là em là hiện tại là giám đốc đó, bên kia là chi nhánh kia ấy anh kia ấy kia đâu biết tiền đâu. Hè đồ mới sáng vô hết vô nhà cạo râu đồ cho rất đói không hả? Thâu mượn thoại gọi ông Hân xíu anh. Thoại tôi bị mất mẹ rồi, ra đây. Gọi à? Đi đây. Gọi gì vậy? Mày nói nghe luôn, tự nhiên mày gọi. Ý tôi gọi ông Hân vụ đang cái. Bây giờ nói ra thì sợ anh em kêu mà tôi nô rồi tôi ghét lắm. Đẹp đi em. Đồ mấy tôi nói hàng hóa cho mày bóc lên được được 1 triệu đồ mày sướng lắm nhưng phải không? Được rồi, tôi gọi. Bắt mấy thùng. Nói chung bóc đầy xe đấy. Tôi tạo công việc công anh được làm cho mấy anh em. Ý giờ có chi không? Tôi muốn chi không? Nhẹ tưng đi mà. Ê, thôi lấy điện thoại gọi đi. Gọi liền đi. Nghe đây. Giờ vô gọi cây giờ cũng cho gia vô nhà ai. Ê, tôi gọi ông Hân nữa được. Chi thâu ấy. Ý là giờ gọi ông Hân xác định tiền bạc trước với độ lô vô ông đưa sao hiểu không? Được, đưa mượn điện thoại gọi chứ mày. Mày ẩm chứ hầu mày thỏa thuận ẩm sao? Thì lộ
phải công việc phải rõ ràng, ông hiểu không? Tiền bạc phân minh ai tin là dứt khoát. Còn ông đây đổ mày, ông đây đổ mày cứ hết chuyện sao vô nhà chậu râu chậu đồ mệt mau mày đổ lát mày thì đổ mà làm dốc đồ đây mang về tôi chuối nha. Đúng là giám đốc. Alo. Ý là đợi tao nói chuyện ổng. Mơ đồ ổng ơi, mấy tụi tao kêu mày. Ê anh Thăng ơi, xíu nữa anh chạy vô lấy 1 triệu nha. Chờ vô lấy 1 triệu luôn nha. À tôi vô sẵn con từ rồi với ông gái vô luôn. Sẵn em lấy 1 triệu luôn á. Cái thằng quần ra mày cái làm không mà cứ cho tao cạo râu luôn mày. Rồi 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 tắt đi. Đổ. Ý là bốc hàng lại được 1 triệu đổ phỏng. Thôi thôi nói nói mấy ông làm được rồi. Thôi đợi tôi. Mày sao mày gọi theo em tới đây rồi mà cứ hoàng hoàng say luôn quá. Sao không ra đây? Bỏ cây cái không hay được à? Bỏ cái này nha. Tiền mẹ mày tao đang chặt tiền hả? Đủ có tiền đi gái đây. Anh nói là tiền xe xem làm luôn à phải không? Tiền xe à tiền xe là ông đẻ cái liên quan tới mình. Hiểu không? Đủ. Cố lên. Thôi thôi thôi. Vậy khó chứ 1 triệu sao chia? Thôi anh giá khỏi làm giá. Mẹ mày ở tao làm á cũng hay. Mấy cái này. Ai không luôn á? Mẹ em chịu rẻ rồi ngầu. Mà mày chăm chơi hỏi gì? À, ê tụi nó này. Đục mấy cái. Đây mình vừa làm công mình vừa đổ giúp đỡ anh Thăng luôn. Mình vô nó cái tình chỉ nghĩa, hiểu không? Dễ giờ ê không 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 nói với độ anh em mình giúp hiểu không chứ tiền bạc cái gì mà độ mình ngoài bên đây nói cho rõ ràng cái đây là giúp đỡ làm theo anh em rồi ấy đâu đã đồ mà anh Tư hết, anh Tư độ giúp đỡ bất bộ nhưng có tiền bạc gì hết á nghe nè nè tôi nói ông nè ông kêu người ngoài cũng vậy kêu anh em mình đúng không nhưng mà phải cái khúc tiền bạc triệu ra đây là làm anh em giúp đỡ à bây giờ thì mình hello các bạn nha, thì hôm nay là anh Tư Dương Linh là anh giúp anh Thăng bưng những cái thùng hàng vô hỗ trợ nha. Đúng được chưa? Nói vậy được chưa? Đã. Ý là anh giúp sao? Vì gì? Vì gì? Tình cảm. Tình cảm? Còn anh Linh giúp sao? Cảm cho họ còn gì không bạn? Nói như tiền bạc đâu phải lúc nào anh em mình đâu cần đâu. Thiếu mình lận như đâu phải cần. Đúng không? Có đồ đó đi happy home rồi nhá. Có tiền happy home không? Chính đẻ đẻ đồ hỏi tính là anh Tư chú mò đâu mò đâu mò đâu hả xin nhơ gì à xin nhơ gì hết đúng rồi nói với đồ quý này chú mày mệt tốt một hồi này sơ quá những thùng hàng rồi chắc lên vững vàng sao ý là giúp anh Thăng đúng không cái hả? Gì tiền bạc thì nói thẳng ra không phải anh giúp vì tiền bạc gì đâu, đừng có suy nghĩ vậy. Tình cảm anh em là chính. Đúng rồi, sổ anh Tư bưng nãy giờ luôn. Bữa sau mà cái kiều ấy là mày phải gọi tao với thằng Rìu là đầu tiên, mày hiểu không? Chứ rồi. Không, mình chia trong, chia trong nhà trong. Mới rang ngoài đường, mày hiểu không? Mình chia trong cùng. Mấy ông giận hả? Nó làm gì có sức khỏe nó công tư mà nhèo. Nên à. Tiền tính anh Tư đủ anh phải lực anh tốt này mình, nói gì vì tiền là được rồi anh em mình coi như ngày hôm nay lao động vì cái tình cái nghĩa nha mọi người nó sống hết mực vậy rồi vì anh giá là anh đâu vì tiền đâu đúng theo vào mình là sát theo vào cái tình không cái tình cái nghĩa nhưng mà cũng lấy chút dưỡng nước chứ đủ anh ở người ta phải lỡ người ta cho à tính ra có đường nhá được không anh em mình rất chi là ok luôn các bạn thì anh em nào có cần bốc giác thì liên hệ kênh Cuốn Ngu nha à đúng quên mày đi phụ anh em nhanh hết tết rồi giờ công việc nhiều rồi ông có thời gian mình đúng rồi nói với anh giúp gần tết đến rồi chứ công việc ai cũng lu bu mày cứ anh ngoài mà kêu tao bốc giác mày nghĩ sao mày nhà cửa tao làm bốc giác mày. Đúng rồi, ông chủ, ông chủ bị da chứ ghẹo muối mà. Nè anh em mình làm việc tốt nha các bạn. Thì có bao nhiêu công sức thì dồn hết bấy nhiêu. Rồi ổng ơi, xem tiền ấy đi ra kia anh em nhậu đụng mà nhìn. Ê là chắc chưa chắc xong mà tiền bạc. Cái gì nữa? Chắc ê, tôi nói ông nha. Lỡ ông kia ông có công chớ không nè mày. Được, lỡ con ăn nữa ra, ông xử lý sao? Tụi đừng nói tiền bạc mấy trong độ thì dễ mày trung gian mày làm mẹ rồi ra anh em ngoài kia ngầu mày lâu lắm ý mẹ đi lộn lấy ý ăn già luôn đấy
động cứ quằn 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 luôn vậy, đánh tiền đi. Xuống này anh tôi điện thằng về đường chịu sao hiểu không? Xuống rồi đây mày. Ừ. Anh giúp bỏ hàng giùm gái của anh. Bỏ đâu giờ bỏ đâu anh? Bỏ đây đi. Bỏ nhà ông siêu nó làm vậy rồi. Lì quá. Bỏ nhà bỏ ước hàng. Không, không, ông không làm được thôi. Đưa tôi làm, tôi lấy tiền mẹ em cầm đi quen. Tôi tính tôi nhường cho anh em người năm sĩ mà đủ rồi. Tôi lấy tiền làm gì? Quay heo độ mà em mệt em tiền xuống che gì đây mà. Chụp mà. Uống nước gì biết đường chưa? Hả? Nước gì cũng được. Lấy bà hút mẹ đây. Ủa bà hút uống nhà tanh lực. Uống gì rồi uống bà hút đáy đường anh hiểu không? Uống nước lọc mẹ anh. Mày chứ sao mày hối gì uống nước lọc anh. Nước lọc mình lấy nước giếng uống rồi. Tôi thấy á anh em mình. Ê mình nói lại nè anh em, anh Tư là anh giúp nha các bạn. Chứ ông không có tiền bạc nha. Với lại anh Linh nữa. Nói chứ lao động là vinh vang. Nói nhiều quá. Mày vô mày dàn xích cái đầu đó chi. Xíu nữa tôi gọi ông ha. Ở tôi giờ tôi gọi ông ha nha. Đồ. Đã tiêu hay. Gọi cho chính xác chưa. Nói mình gọi cho anh em nó tin chưa? Đây. Chân tiểu chân nào đứa? Chứ mày nói xuống xong xuôi á, tao đưa cho cái gì mày? Đâu, thì vững vàng nghe. Nói lại anh biết này. Tao nói mày nè. Xuống hàng xong qua ra nhà xe kêu vợ tao ra đưa tiền, ok. Rau. Ok. Tính chưa? Nói này. Thôi đừng làm kiếm chút ông. Không cần phải quay, không làm, tôi làm kiếm chút. Mày làm tới đây rồi, mày tính thôi nhận công với mày. Chứ bây giờ mấy ông sẽ dành hết thì thôi chứ. Đùa mới bưng hai cái luôn. Mạnh dữ bây. Đúng là. Nói chứ anh em mình tốt lắm. Mình tốt làm á. Nha các bạn. Anh Tư tốt làm. Anh Linh dạy nè. Anh Linh anh tốt lắm. Mình tốt làm. Ê Phúc ơi. Anh tốt làm. Ai mượn mày mày ngồng nói gì lái lái mày. Nói anh em mình đi qua giúp anh Thân cái đoạn này chứ. Ông bị đau lưng các bạn. Ông đi chống gậy nè. Ông hôm bữa là ông đẩy sai thớ. Ý là ông tiêu bị ăn lên. Ông cột lên. Còn ông ở dưới là ông đẩy bị tẹo lưng. Đồ cục đào đi. Thiệt tình. Chơi gì ôm nhôm nhất chơi cái thớ gì nhiệt dữ nhất. Ông tiêu như tiêu ghê hại. Đúng là ông Thân ông yếu ông biết chơi. Ông chào gì? Nhưng mà cậu tướng đá nhậu, ông chào thôi ai chịu nấu? Nó sàn sàn quá, cậu không tắt máy. Cái gì? Đó mình quay công sức, quay đó. Biết cái lỡ ông đưa tiền sao đúng không? Đó. Anh thường thường anh làm cái chợ hàng anh lấy nhiêu anh? Một xì á. Đồ, giải mở đưa anh em mình cả triệu luôn. Tính nào? Mẹ, mẹ cho nó một tao khiêu mẹ không à? Anh em mình tướng chịu luôn. Khó anh khó chứ vậy. Bây giờ vậy em nhận kèo thì em năm sậy còn anh hai anh người 25 rồi được chưa? Chế độ mà tôi nhận mà. Được. Chế độ giờ đi đâu que đây nữa. Giờ hàng ở đây chứ. Đủ mấy hàng em. 2-3 dẹo là tiền phải hơn nha. Đang có đi ăn tôi gì mà tiền bạc gì. Sơ bưng vô bưng vô em bưng vô. Đủ mấy để bỏ 3 điểm mùa. 3 điểm mày. Không chế độ tiền bạc. Đây có mấy ông anh ông giúp đỡ vậy nè. Giúp gì? Đây có mấy ông anh vô giúp đỡ. Ủa mẹ bỏ bê kho hả? Bê kho hả? Em coi kêu ông đừng có cho nữa cho anh cho anh cho. Ông cho gì thôi gì mà ông tiêu cũng nghe gì ông cho từ dưới lên cho mình nghỉ lưng bạc. Nhiều quá. Cho hiểu đâu. Thử. Ngu mà. Anh em mà lâu lâu đỡ chứ đâu phải ngày nào cũng đâu. Tụi anh thương lên tiền đâu phải đâu mày. Vô đây đâu quá đâu. Nói vậy được chưa? Quên sao vậy? Nói vậy được chưa? Tiền cho. À. Quên sao? Nói vậy được chưa? À. Ê. Mà đâu em mua nước uống ừ? À. Không. Tiền được rồi. Dù sao nay tốt bụng dữ. Tiền được. Đi một lần. Vấn đề gì? Tới đây nói đi.
Cảm ơn anh nha. Nó nói này với nhiều hoàng vậy. Thì bình tĩnh lỡ ăn biết sao. Nha. Ăn nghe anh nói này. Mẹ không ăn em đâu, em gọi ông cái anh. Đỡ gọi ông ăn thôi chứ sao mẹ. Mẹ giúp hay là sao? Tiền cái đủ mẹ mới sáng nói sao mày. Ờ cắn ăn kêu giúp. Kêu giúp. Rồi giúp không có tiền bạc hết á. Ừ. Giúp. Dữ vậy em không biết dữ không ạ? Thôi lấy vô lót 2 ly nước lọc rồi em. Cho ông uống cái không? Đây là thằng đâu? Không biết, em không biết nữa đây mà. Mày thì gọi ông rồi mày. Đợi gọi ông thôi chứ. Đợi gọi ông thôi chứ. Chết kìa. Anh gọi thử nha. Thôi vô em vô em làm mấy hàng đơn đơn. Thôi thôi vô làm em đi. Đồ mày thôi bao mẹ nữa rồi. Chết nữa đồ quý đi đâu he. Sao mày? Chắc đi nhậu mẹ nữa rồi. Chết rồi. Đồ má bơm sáng nhập đường giờ bé mẹ nha mày. Mua dao cạo râu 10.000 này em chưa ấy nha mày. Thì giúp ông được gì đâu mà. Mà ông nói sao? Nè em nói sao? Mà tao mày nói tao là ông nào nói? Dạ. Mày ai gọi đây? Ông gọi ai gọi đây? À, được gọi lại thì ông nói rồi. Đưa đến gì anh con nữa mày? Đồ thơ bao mẹ rồi. Không xong rồi. Ông gọi ông Hăng thử được không? Ông gọi thử. Gọi tới sẽ mà nói sao mày lấy tiền mày đưa cho biết tao gọi ông không mày? Tôi không biết là gì ông kêu mày dàn xếp đẻ rồi gỡ tụi tao re rinh 2-3 chỗ mệt chết mẹ luôn bây giờ mày kêu mày nói mày nói giúp thâu chứ mày vui trách nhiệm mày kêu ổng táo mày làm bê chuyện đang đứng trước nhà người ta mà hừ ông tính làm cái đâu mày đang nói chịu được chịu mày làm bê chuyện mau báo mày mày kêu mày thân mày mày thương Tháo sao mà giờ mày quằn cái mày kêu không tao báo liên lạc được làm sao mày hả ai mày biết tôi muốn ơi anh có biết vụ gì đâu. Ây sáng kêu trời ơi bóc đây ông Hăng ông gọi điện tụi anh nó kêu bóc cái hàng đây ông đâu ông cả 1 triệu đó anh em bỏ bé kho ô Phật em bán nhiêu hàng đây chưa lời tới 1 triệu bạc mà kêu bóc nhiêu đây 1 triệu cho em bán nhà luôn ấy chú chi hàng chưa lời 1 triệu mà đủ giờ vỡ quỷ ê lỡ đâu Hăng đâu lưng bệnh tiền đấy bóc gác đồ lỡ đâu còn hơn 1 triệu sao đúng không. Nhưng mà cũng phải nhắm lời rồi mình mới thơ được chứ còn không ráng làm. Còn không em gọi cho ông Hăng bây giờ 1 triệu mấy rồi em đại diện em đưa thông thằng hai thằng. Chứ sao này ông chưa giúp? Đang em sợ yên ngược. Chứ mày không mày giúp mày cầu tới bưng một đống mà giúp. Đúng. Thôi vậy mà nãy kêu anh em đồ giúp đồ. Tao bây giờ 1 triệu em có khả năng thâu anh cũng ấy thâu đưa tụi anh em sợ được đâu. Mà bốc mình tới lên quân ngàn vậy thâu anh bốc lên lại xe cũ nị lại cho em ơi. Bắt nữa. Đồ tiền vẹn hả? Em gọi cho Hăng coi. Chứ lại gì? Đồ mấy tao giờ kêu bóc lên ngược anh hàng anh lại đồ. Mày nói đâu mà giờ anh dữ mày. Bình tĩnh chứ làm gì đâu mà. Thôi giờ giá chót anh thằng đưa anh thằng chạy ra ăn cơm gà được không? Đồ bây giờ anh thằng chạy luôn mà không lẽ mà không được luôn nào. Thôi giờ anh em vô đây em đưa chứ giờ nói không nữa thì tính ra em nó bạc bẻo quá đúng không ạ? Ừ đúng rồi. Cái ngờ đổ thiệt, ông giúp nhờ. Giúp mà tao nói mày giúp là ai như hả? Mày ba chỗ mà giao ba cái chỗ tụ điểm mà giác lên chí mẹ luôn. Ông trao trò đó em không biết. Chứ mà anh em mà kêu cái nào giúp rồi cái nào mượn. Bố thí cho 20.000 hai ông đi. Mẹ mày. Đủ mấy mày nói mất dạy nha. Tao nói mày vừa phải nghe, vừa ai bố thí mày. Tao lớn nhỏ tao dùng sức lao động tao nữa tao ấy rồi mày muốn được tao để lấy rồi tìm ông anh đó là anh tốt tốt làm hiểu không công việc đi mày đấy mày mở thằng liệu không có làm ấy không tao lên lên nữa ấy là không làm ấy hăng hô đâu tao bóc phốt luôn nguyên ai đi lấy tiền vợ mày à đúng á giờ em cũng biết giờ nó kêu rồi em hả tao không hồng chơi ác em cũng không biết mà tự nhiên anh trời với ông hăng vợ chồng để hai ông đứng được rượu rí rồi đỡ hai ông vô chứ ông mày chồng tiền uống nước được 20.000 mua bố thí 20.000 cho ông uống nước thôi tự nhiên bố thí anh nói vậy mà mấy ông le các bạn còn hân hôn đi đâu tốn nãy giờ biết đi đâu vậy sơ hàng hóa chắc xong xuôi rồi hả đâu thấy ông thấy tôi được không? Đi đồ á. Vậy nhé. Đồ xuống. Thấy chưa? Nguyên ngày hôm nay anh nhờ anh em của anh. Nhờ vậy ông vô tử kìa, bóc lên bóc xuống rồi giờ ông đòi 1 triệu bạc về nha. Bóc nhiêu đây có 100.000 mà đừng 1 triệu. Tử chồng mấy em nữa kìa nha, vợ chồng yêu làm anh kêu lẹ kìa. Dàn cánh đồ. Dàn cánh đồ. Gì dàn cánh đâu, anh nói với em nè, thằng Hiếu này nó nói nó kêu là bên cúng ngu TV là luôn giúp đỡ hông hô. Đúng rồi. Anh em bỏ chút sức lực dạng chút trợ có sức khỏe đúng không hiểu. Chứ ông bị đau lưng đó. Mà ông bị đau lưng vậy mà. Vậy sao anh thích ngoài đó ở đội trò ông ấy rồi. Nếu có anh là tụi nó đưa tiền sao. Đúng rồi. Vậy đúng không rồi. Ông cũng đứng ông đòi tiền em cũng quá cha. Thôi 100.000 vậy uống nước. Thì gì nói mày 100.000. Em trao người tung người lớn vậy mà. Nói với mình chọc cho anh Hăng nha các bạn. Thì hôm nay mình đã trôn được hai ông chủ cúng ngu TV nha các bạn. Thì hẹn
các bạn gặp hẹn gặp lại các bạn sau nha. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Ủng hộ anh em nha. Cảm ơn mọi người nha. Ha 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 ha.